Game show Âm vang Điện Biên là một chương trình tìm hiểu về lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ trên sóng đài phát thanh và truyền hình tỉnh Điện Biên. Chương trình dành cho đối tượng là học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Là một trong số 12 trường trung học cơ sở được lựa chọn tham gia chương trình Âm vang Điện Biên đợt 2 năm 2024, trường trung học cơ sở Ảng Cang, huyện Mường Ảng đã khẩn trương xây dựng kịch bản, tổ chức cho học sinh luyện tập, đảm bảo theo thể lệ của chương trình. Trường chúng tôi cũng có cái công tác chuẩn bị khá là chu đáo. Thứ nhất là chúng tôi thành lập cái tổ tư vấn về công tác lịch sử để giúp cho các em trong đội chơi có được cái nguồn kiến thức lịch sử tốt nhất khi tham gia game show. Thứ hai là chúng tôi cũng thành lập cái tổ biên đạo xây dựng chương trình để biên đạo và dàn dựng những cái hoạt cảnh phù hợp với các phần chơi theo yêu cầu của ban tổ chức. Về phía đội tuyển học sinh thì nhà trường cũng lựa chọn những em học sinh ưu tú có khả năng thuyết trình cũng như là có cái kiến thức tinh thần yêu lịch sử tốt để tham gia vào đội chơi chính cũng như là đội chơi phụ trợ trong game show. Với câu hỏi cho phần chơi tập kích cứ điểm đã được bốc thăm từ ban tổ chức là tái hiện đợt tấn công thứ 3 trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Các thầy cô giáo trong nhà trường đã xây dựng kịch bản sao cho chính xác về thông tin lịch sử, phù hợp với năng lực diễn xuất của lứa tuổi học sinh cấp 2. Đối với phần kiến thức, các thầy cô đã ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế bài giảng, phần thi theo hình thức trình chiếu để ôn tập cho các em từng câu hỏi, đảm bảo nắm vững kiến thức. Với sự chuẩn bị chu đáo, hứa hẹn đội chơi trường trung học cơ sở Ảng Cang sẽ để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Đây là lần đầu tiên em tham gia một chương trình lớn và em cảm thấy rất là hào hứng khi được tham gia trò chơi này. Và trong đội chơi thì em được đóng vai trò của cụ Nguyễn Văn Bạch là người điểm hòa dẫn đội xòe bộc phá trên đồi A1. Với vai trò là đội trưởng của mình thì em cũng đã dạy các bạn để tham khảo các tài liệu trên mạng để tìm kiếm những kiến thức hữu ích. Em đã tự viết phần thuyết minh của mình để làm sao mà có được kết quả cao nhất trong phần thi. Ngoài ra em còn phối hợp với các bạn để tham gia những màn kịch. Em cảm thấy nó mang lại cho em thêm hiểu biết về kiến thức lịch sử của Điện Biên. Chương trình game show Âm vang Điện Biên phát sóng số đầu tiên vào tháng 10 năm 2023 trên sóng đài phát thanh và truyền hình tỉnh Điện Biên. Mỗi chương trình gồm có 2 đội chơi, đại diện cho 2 trường học tham gia 4 phần chơi, gồm phần mở màn chiến dịch, phần tập kích cứ điểm, phần Âm vang Điện Biên và Điện Biên Anh Hùng. Mỗi tháng, đài phát thanh và truyền hình Điện Biên phát sóng một số chương trình Âm vang Điện Biên. Hiện nay, các trường học đang tích cực luyện tập, chuẩn bị tốt nội dung, sẵn sàng tham gia ghi hình chương trình Âm vang Điện Biên đợt 2 năm 2024, dự kiến vào đầu tháng 6 sắp tới.